Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận thông tin về vụ mất trộm một số vật tư phụ trên đường ray của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Theo đó, nhà thầu thi công khu vực cầu cạn VD1 đến VD3 đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Đức đã phát hiện hơn 13.000 khóa kẹp ray tàu bị mất trong tổng số 20.100 chiếc thuộc phạm vi thi công của nhà thầu. Khóa kẹp ray là thiết bị dùng để cố định, liên kết các thanh ray và thanh tạp vẹt. Theo kế hoạch, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022, các nhà thầu thực hiện định vị, căn chỉnh lại đường ray đã lắp đặt. Đến khi kiểm tra hiện trường vào đầu tháng 5, thì nhà thầu mới phát hiện sự vụ. Trước vụ việc này, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các nhà thầu gắn camera theo dõi, giám sát suốt quá trình thi công, lắp đặt cũng như hỗ trợ công tác bảo vệ tại khu vực trì bót Long Bình và các nhà ga trên tuyến, nơi tập trung nhiều vật tư liên quan đến tàu metro. Phía nhà thầu cũng cho biết đã báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Thủ Đức và các quận huyện để hỗ trợ điều tra, truy tìm và thu hồi cho kịp lắp đặt, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.